Honda City tiếp tục giảm sâu, quyết khô máu với Toyota Vios. Honda City vẫn tiếp tục có những ưu đãi về giá, cũng như quà tặng phụ kiện cho khách hàng mua xe. Trong thời gian này, mẫu sedan hạng B này hiện đang được chào bán với khuyến mãi lên tới 70 triệu đồng, trong đó bao gồm 50 triệu đồng và gói quà tặng phụ kiện trị giá 20 triệu đồng. Chương trình ưu đãi này được áp dụng cho cả hai phiên bản G và L của Honda City. Như vậy, giá xe Honda City hiện chỉ đang dao động từ 509 triệu đến 549 triệu đồng. Với mức giá này, hiện Honda City đang rẻ hơn đáng kể so với đối thủ Toyota Vios. Chưa kể, nhờ được lắp ráp trong nước, nên mẫu xe này còn được giảm thêm 50% phí trước bạ. Trên thực tế, nhiều đại lý cũng đã áp dụng chương trình khuyến mãi này từ tháng trước đó nhưng vẫn chưa thu hút được sự chú ý của khách Việt. Chính vì vậy, các đại lý quyết định kéo dài chương trình ưu đãi, nhằm xả hàng cũng như dọn kho để chuẩn bị đón mẫu Honda City 2020 về nước. Trong tháng 7 vừa qua, Honda City bất ngờ bị Toyota Vios đá khỏi ngôi vị đầu bảng trong bảng xếp hạng xe ăn khách của tháng. Doanh số bán xe tháng 7 của Honda City khá ảm đạm, khi chỉ có 567 chiếc được giao đến tay khách hàng.